Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên độ cao 5.000m và tác động từ không khí lạnh nên ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Trong đêm qua và rạng sáng nay, khu vực này đã có trận mưa lớn nhất từ đầu năm và dự báo sẽ còn tiếp diễn trong 2 ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn trên toàn khu vực miền Bắc nhưng tập trung chính ở vùng núi. Số liệu quan trắc từ các trạm đo mưa cho thấy các điểm mưa lớn ở Mộc Châu, Sơn La 34mm, Mù Căng Chải, Yên Bái 42mm, Hữu Lũng, Lạng Sơn có mưa 41mm. Trong đó, nhiều khu vực vùng núi của huyện Hữu Lũng tiếp tục được cảnh báo nhiều khả năng xảy ra sạt lở đất khi liên tục có mưa to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao dịch chuyển dần sang phía đông kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, các tỉnh Bắc Bộ sẽ còn có mưa kéo dài đến hết ngày mai với lượng mưa phổ biến từ 48 đến 80mm trên 24 giờ và nhiều hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông có thể xảy ra. Sang đến ngày kia mùng 6 tháng 4, mưa giảm dần.